Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mazda CX-30 nhé. Dòng xe thuộc phân khúc crossover gầm cao 5 chỗ, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 23 tháng 5 của năm 2024 rồi, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng xe Mazda CX-30 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu, muốn sở hữu dòng xe Mazda CX-30 sẽ có thể nắm được. Mazda CX-30 sẽ có hai phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản 2.0 Luxury và phiên bản 2.0 Premium. Ở trong cùng phân khúc ấy, thì Mazda CX-30 đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ. Ví dụ như là cạnh tranh với chiếc xe Toyota Corolla Cross, cạnh tranh với chiếc xe Honda HR-V, đúng không ạ? Hay là với rất nhiều các dòng xe khác ở trên thị trường. Thì ngay bây giờ em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản để cho anh em có thể là nắm được cái chính sách giá bán và chương trình khuyến mại ở cái thời điểm lửa cuối của tháng 5 này anh em nhé. Thì trước khi đi vào chia sẻ chi tiết cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất mà mỗi khi có biến động thị trường em sẽ chia sẻ ngay tới anh em nhé. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản CX-30 2.0 Luxury. Bản này thì đang có mức giá là 699 triệu. Hiện tại cái chính sách giá bán của bên em đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, một bộ lót cốp. Đó. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 785 triệu. Trả góp thì đang là 221 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 776 triệu. Trả góp thì đang là 202 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 763 triệu. Trả góp thì đang là 187 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em nhé. Hiện tại cái chính sách bán phân vùng thị trường thì em chỉ được bán tại khu vực Hà Nội và khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn anh em ở các tỉnh thì hãy xem và tham khảo kênh của em để ra các đại lý gần nhất của mình để các bạn tư vấn bán hàng ở đấy hỗ trợ anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mazda CX-30 2.0 Premium. Bản này thì đang có mức giá là 749 triệu. Hiện tại cái chính sách giá bán cũng đang được ưu đãi rất là tốt ở cái thời điểm nửa cuối của tháng 5 này anh em nhé. Đó. Vẫn thực sự là cái dòng xe mà cạnh tranh với Honda HR-V hay là với chiếc xe Corolla Cross, đúng không ạ? Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 841 triệu, trả góp thì đang là 238 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 831 triệu, trả góp thì đang là 220 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 818 triệu, trả góp thì đang là 202 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như cập nhật nhanh những cái chính sách giá bán của cái dòng xe Mazda CX-30 ở cái thời điểm nửa cuối của tháng 5 này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em hỗ trợ cũng như gửi cái chính sách giá bán mới nhất, tốt nhất tới anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.